Ngày xưa thì nó không vấn đề đâu, ngày xưa anh em mua rất là yên tâm, nhưng đến thời điểm hiện tại là 6-9 tháng rồi còn rất là nhiều vấn đề. Thế nên là mình phải làm clip này để mình hướng dẫn anh em mua và sao cho chuẩn nhất. Xin chào anh em. Vâng, ngày hôm nay lại quay lại với anh em với 4 chiếc siêu phẩm này. Đây là những chiếc, hoàn toàn là những chiếc siêu phẩm của Apple luôn anh em nhá. Nhìn mặt trước thì anh em không nhận đâu, nhưng mà là sau lưng này anh em biết luôn. Nhìn là thấy xịn rồi. Đó, anh em nhìn thấy không? À, đủ các màu luôn. Đây là 4 chiếc điện thoại phân khúc cao cấp nhất hiện tại của Apple. Với những chiếc máy này ý, thì thời điểm hiện tại nó không hề rẻ một chút nào đâu. Là quốc tế chuẩn, nếu mà là quốc tế chuẩn thì giá rẻ nhất bên mình đang bán nó là 22.950.000. Cái này mình đang nói vào đầu tháng 5 của năm 2020 nhá. Thế nên là nếu anh em nào xoay này tháng 9, tháng 10 sang năm anh em xem ấy, thì anh em đừng chê đắt, bởi vì là lúc đấy thì anh em cứ vào đường link mình để dưới mô tả ấy, hoặc là vào website mnm.vn để cập nhật cụ thể hơn. Lúc đấy thì có thể nó sẽ xuống rồi, bởi vì là theo thời gian nó sẽ xuống. Nhưng cái quan trọng nhất thời điểm hiện tại nó vẫn là những chiếc siêu phẩm, nó vẫn là những chiếc điện thoại xịn nhất. Đến tháng 9 này có ra sản phẩm mới thì còn vài tháng nữa cơ nó mới hết thôi. Đó, vẫn là những chiếc điện thoại xịn nhất. Và đây là những chiếc điện thoại ngày xưa thì nó không vấn đề đâu, ngày xưa anh em mua rất yên tâm, nhưng đến thời điểm hiện tại là 6-9 tháng rồi có rất là nhiều vấn đề. Thế nên là mình phải làm clip này để mình hướng dẫn anh em mua và sao cho chuẩn nhất. Vấn đề nhiều nhất ấy, đối với chiếc 11 Pro Max ấy, thì là anh em hay dính phải cái trường hợp anh em mua nhưng không, hộp không phải là chuẩn, phụ kiện không phải là chuẩn, bóc ra bên trong thì không phải là chuẩn. Thì thực ra cái đấy nó khó để xác định lắm, cái đấy là bị nhiều, rất là nhiều người bị nhá, nhưng nó khó xác định lắm. Máy vẫn là xịn nhưng phụ kiện không phải chuẩn khó xác định lắm, bởi vì là siêu bên mình nhập về anh bên mình cũng phải để nguyên siêu, chứ bên mình không thể bóc ra, bên mình test được. Thế nên khi bên mình mà bóc ra mà nó không phải là chuẩn ấy, theo cái củ sạc mà mình đã từng làm clip, anh em có thể vào tìm cái clip mà mình hướng dẫn xem củ sạc xịn đấy, thì là sẽ biết được cái củ sạc đấy có chuẩn hay không. Nếu mà củ sạc không chuẩn thì chứng tỏ cái máy đấy là bị đóng lại siêu rồi, đúng không anh em? Bên mình nếu mà trường hợp như vậy thì mình đổi khác cho anh em luôn, và mình sẽ không lấy của nhà cung cấp nữa. Thế nên anh em hoàn toàn yên tâm nhá. Vấn đề đau nhất là anh em phải mua phải một chiếc máy nhái 20 mấy triệu, thậm chí anh em tiếc rẻ, thấy rẻ anh em mua 10 mấy triệu, nhưng vớ phải chiếc máy nhái thì cũng sẽ rất là đau đớn, bởi vì chiếc máy nhái giá chỉ 1 triệu, đối với mình nó không có giá trị luôn. Nhưng đối với anh em có thể bỏ ra khoảng 1 triệu mấy đến 3 triệu anh em mua được một chiếc máy nhái, nhưng bây giờ anh em bỏ ra 10 mấy 20 triệu anh em mua máy nhái, đấy là việc rất là đau đớn, đúng không? Vấn đề mà tiếp theo là có thể anh em mua phải một chiếc máy lóc với giá quốc tế. Vâng, máy lóc bên mình không bán, bởi vì là nó dùng không ổn định và rất là nhiều vấn đề phát sinh về sau này xảy ra. Thế bên mình không bán máy lóc, hiện tại bây giờ giá chỉ có 10 mấy triệu, 16 triệu 17 triệu thôi. Thế nên nếu anh em bỏ ra hơn 20 triệu anh em mua phải máy lóc thì rất là đau đớn, rất là đen đủi cho anh em. Chính vì thế anh em nên xem clip này của mình để mình nói rõ cho anh em, để anh em có thể mua hàng ngon lành nhất, mua hàng ít rủi ro nhất. Anh em nhá, cùng xem nhá. Thì việc đầu tiên về những chiếc 11 Pro Max này, cũng như những chiếc điện thoại iPhone khác, chúng ta chỉ cần nhìn lắp lưng để có thể nhận biết. Đó, anh cùng nghe mình nhá. Cái nổi bật nhất của những chiếc 11 Pro Max này đó là màu sắc có thêm màu xanh. Bên mình gọi là xanh rêu, còn những người khác gọi xanh gì thì mình không biết. Mình gọi là mã xanh rêu. Còn những cái màu như màu vàng này, màu xám này, màu trắng này thì nó giống như trước cái mắc thôi. Đây là chiếc cái mắc này, màu trắng đây, đó, màu vàng đây và màu xám đây. Chỉ riêng cái màu xanh, đây, màu xanh rêu này thì chỉ có 11 Pro Max mới có thôi anh em nhé. Đấy, mình bỏ cái chiếc mắc qua một bên. Đấy, cái phần lưng cái nổi bật nhất là như vậy. Cái nổi bật tiếp theo và chỉ có 11 Pro Max mới có thôi, đó là camera có 3 mắt cái dạng này. Rất là nhiều anh em khi 11 Pro Max ra là chê ở camera nó thiết kế như một cái bếp. Cũng đúng, thực ra là thiết kế nó không được đẹp mắt bằng những chiếc Samsung, không được đẹp mắt bằng những chiếc Xiaomi. Nó thiết kế cụm này bản thân mình thấy khá là vô duyên, mình thực sự mình thấy khá là vô duyên. Đây, trên những chiếc máy 2 camera thì rất là tinh tế và đẹp như này, nhưng mà trên những chiếc máy này thì nó khá là vô duyên, bản thân mình vẫn cảm thấy như vậy. Nhưng mà đối với khách hàng ấy thì bây giờ nó là nhiều tiền, thành ra bây giờ nó là xu hướng, bây giờ nó là đẹp, đúng không? Nhưng những cái cụm này anh em lưu ý nhá. Ngày xưa đã có rất là nhiều chiếc máy nhái ra mắt trước khi những chiếc máy này bán. Thì những chiếc máy nhái đa phần những cái cụm này nó làm tương đối giống, nhưng bên trong này nó sẽ là màu đen. Nó sẽ là màu đen nhá. Nếu anh em nhìn thấy, anh em mua máy online, anh em mua trên mạng, anh em yêu cầu người ta chụp ảnh cho, nếu chụp ảnh cho cái khu vực này nó màu đen thì anh em thôi luôn, anh em lấy làm cái gì, đúng không? Đó là máy nhái rồi. Bởi vì là nếu là máy xịn thì nó sẽ theo màu của lưng máy luôn.
nó chỉ là kính bóng này thôi. Ví dụ màu xanh này cũng là màu xanh này, màu trắng là màu trắng này, màu đen xám là cũng là màu đen xám này, màu vàng cũng là màu vàng nhé. Đó, nó sẽ là như vậy, vẫn là chuẩn. Đó, nhìn cái mặt lưng này. Cái điểm khác tiếp theo của mặt lưng đó là logo của Apple này. Đó, anh em nhìn thấy nhá, nó sẽ không được đậm và rõ nét như trên những chiếc XS Max. Đây, trên chiếc XS Max này, đó, nó sẽ rất là đậm, rất là đậm. Đấy, màu trắng em nhìn nào. Trên những chiếc 11 Pro Max nó sẽ nhạt hơn một chút, nó cũng sẽ là bóng, nó sẽ bóng. Đó, em nhìn nào, nó sẽ bóng, nhưng nó sẽ nhạt hơn một chút. Và cái điều đặc biệt lớn nhất đó là nó sẽ không là giống như chiếc điện thoại ngày xưa nữa, là nó nằm ở khu trên này này. Nó nằm khu trên này, đây, 7 Plus thì nó cũng sẽ nằm ở khu trên. Tất cả chiếc điện thoại iPhone từ trước giờ nó đều nằm ở khu trên này. Đó, nó nằm ở phần nửa bên trên. Những chiếc 11 Pro Max, những chiếc iPhone 11 hay là những chiếc 11 Pro nó sẽ nằm ở giữa. Đó, em nhìn nào. Nó sẽ nằm ở giữa như này nhá. Đó, nó nằm ở phần giữa, nó không nằm ở phía trên nữa. Đấy là cái điều đặc biệt. Điều đặc biệt thứ hai của nắp lưng đó là sẽ không còn chiếc iPhone ở đây. Đó, sẽ không còn chiếc iPhone ở đây nữa. Đó, em lưu ý nhá. Đây này. Nó có sẽ có chiếc iPhone như này đúng không? Đó, 7 Plus đây. Những chiếc 11 Pro Max, những chiếc 11 Pro sẽ không còn nữa. Đó, em nhìn đâu, nó sẽ không còn chiếc iPhone như này. Và anh em lưu ý một điều, chỉ những sản phẩm của những thị trường châu Âu, ví dụ như tên modem có phía đuôi trước số hoạch ở giữa A ấy, nó là B này, nó là Q này, nó là F này, nó là CN này, nó là N, hoặc là một số nước ở châu Âu ấy, thì nó sẽ có thêm in thêm cái biểu tượng thùng rác rất là vô duyên ở dưới này. Thực sự là cái biểu tượng rất là vô duyên luôn. Nhưng chỉ chiếc của châu Âu có thôi. Thế nên là nếu khi anh em đi mua máy ấy, mà anh em kiểm tra mã là Việt Nam bên nào ấy, mã là một số nước như là Nhật Bản, Hàn Quốc, mà nó cái in như hình thùng rác thế này thì không phải đâu nhá. Đấy là những chiếc máy đã bị thay vỏ rồi. Hoặc là anh em đi mua những chiếc máy của châu Âu ấy mà nó không in cái thùng rác ở đây thì cũng sẽ là thay vỏ. Mình thì không có một cái mẫu nào của châu Âu để cho anh em xem, nhưng anh em lưu ý nó là như thế. Nó sẽ là thay vỏ. Đó. Và cái điểm nổi bật tiếp nữa nó của 11 Pro Max ấy là lưng này nó sẽ không phải, nó là bằng kính nhưng mà nó sẽ không phải là bóng mà nó ở dạng nhám. Đó. Nó ở dạng nhám như này này, nếu mà cầm ở trên tay anh em có thể nhìn thấy như là anh em dán cái miếng dán nhám lên trước cái kết mắc. Đó, anh em nhìn thấy không? Chiếc kết mắc nó là bóng bẩy luôn, nhưng chiếc 11 Pro Max nó sẽ ở dạng dán nhám như thế này. Cảm tưởng như đây là một khối nhựa hoặc là một khối kim loại, nhưng thực ra đây là kính ấy mà nó là được làm nhám. Cảm tưởng như nó được dán đi lông lên trên nhưng không phải đâu, đây là được làm nhám anh em nhé. Anh em hoàn toàn có thể sử dụng khả năng sạc không dây bình thường. Đó, đó là mặt lưng. Xoay kỹ hơn một chút để biết là mình có mua phải máy chuẩn hay không. Đó là cái cụm 3 camera này, cùng nhìn lại nhé. Nó sẽ có màu tương đồng, cái khu vực bên ngoài viền nó sẽ có màu tương đồng với màu của lưng máy, màu xanh đây. Nhưng cái quan trọng nhất từ iPhone 6S trở lên đó là cái kính camera ấy, bên trong ấy nó sẽ đen, nó đen sâu thăm thẳm luôn. Hai camera này nó sẽ đen sâu thăm thẳm luôn và chúng ta chỉ nhìn thấu kính thôi. Nhìn thật kỹ thì camera này, camera bên này ngoài này này, mình không nhớ tên nó là gì, chỉ biết là có camera ngoài góc này thôi. Nó sẽ có cái viền rất là to bên ngoài, nhưng mà nếu nhìn trên camera này nó vẫn là đẹp, nhưng mà nhìn kỹ bằng mắt thường nó sẽ to hơn là cái lòng của camera, hai camera này. Anh em lưu ý nhé, trường hợp là nếu mà cái này nó có lòng camera cũng nhỏ như này thì không phải chuẩn rồi, lòng camera của chiếc này nó sẽ to hơn, khó để mô tả cho anh em. Nếu anh em mua, anh em cầm trên tay anh sẽ nhận thấy là cái lòng camera của chiếc này, của cái camera ngoài này nó sẽ khác hai của cái này, khác hai cái này nhé. Đó, anh em lưu ý cho bạn, nhưng phải đen. Anh em soi thật kỹ đầu, lấy đèn pin lên soi lên xem nó có bị bụi bên trong hay không, có bị xước bên trong hay không. Xước bên trong, bụi bên trong thì nó có vấn đề, hoặc là như bên trong như có cái vết mà anh em dùng để anh lau nó vết giống cái vết lau đi ấy. Ở bên trong thì sẽ có vấn đề đấy, cái vết giống cái vết này này thì bên trong kính camera sẽ có vấn đề. Đó, cái điều anh em nhận biết là bị tháo ra hay không ấy. Đó, bởi vì cụm camera này sẽ rất là đắt tiền. À, tiếp nữa là phía bên này nó sẽ có mic phụ. Lần này thì cái mic phụ này nó sẽ có cái màng rất là to, nhưng nó sẽ phải có màng vàng, màng nó sẽ gần như là nổi lồi lên bằng mấy kính, sờ nó vẫn lõm nhưng màng nó sẽ nổi lên, và những cái khe của màng, những cái phần được đục lỗ nó sẽ rất là đều, nó sẽ không bị lõm xuống hay là thụt ra nhiều, nó sẽ rất là đều nhé, những cái màng nó sẽ rất là đều. Phía trên này là đèn flash này, thì đèn flash lần này nó sẽ không phải là hai màu mà nó chỉ là một màu da cam thôi anh em nhé, lưu ý là như vậy. Nó sẽ không phải hai màu như những chiếc đây không phải là bốn cụm như chiếc Yên Mang này, nó chỉ là hai cụm thôi, mình nhầm, nó chỉ là hai cụm thôi. Nó sẽ không phải là hai màu như chiếc 7 Plus, 8 Plus này, mà nó chỉ là một màu thôi, giống chiếc Yên Mang nhưng mà nó chỉ có hai cụm xoay xoáy thôi. Anh lưu ý như vậy nhé. Đây Yên Mang nó sẽ là bốn cụm xoay xoáy này. Đây, em gì đâu, 1, 2, 3, 4 này. Một Pro Max nó chỉ là hai thôi nhá, một trên một dưới thôi, không phải là bên bên trái bên phải mà sẽ là một trên một dưới, anh em lưu ý như vậy.
Đó, và cái viền của kính camera này, cái viền kim loại kính camera, anh em lưu ý này, cái viền này nó sẽ tương đồng với là cái viền máy nhé. Nó sẽ tương đồng với máy đấy, màu xanh này, màu vàng này bóng lên này. Đấy, anh em nhìn không? Cái viền camera này nó sẽ tương đồng với viền máy này. Đấy, của cái này. Và cái viền của những chiếc 11 Pro Max nó sẽ rất là giống những cái viền của chiếc Galaxy Max đây. Nếu mà cầm ở trên tay như này, anh em sẽ không thể nhận ra được đâu là chiếc 11 Pro Max và đâu là chiếc Galaxy Max. Thế nên anh em có thể xem lại clip hướng dẫn test viền của chiếc Galaxy Max, anh em nhận được 11 Pro Max cũng được. Đấy. Nhưng mà mình vẫn muốn nói lại nhá. Cái viền này thì khu vực này nó sẽ có một cái phần nhựa này, khu vực này nó sẽ có phần nhựa này. Thì cái phần nhựa này nó được gia công rất là tốt luôn. Nếu anh em miết tay đây, anh em nhắm mắt lại, anh em chỉ cảm thấy nó hơi gờ một chút thôi. Còn nếu anh em soi kỹ mà thấy nó hở hở ấy, thì anh em cứ xem chừng nhá, soi kỹ mà thấy hở hở thì anh em cứ xem chừng. Rất là nguy hiểm trường hợp nó hở là bởi vì nó có thể bị biến dạng do rơi hoặc là có thể là viền lở. Đó, anh em như vậy. Và tiếp nữa là cái phím này. Đó, cái phím nguồn này. Đó, giống như 11, giống y như cái bắt luôn, anh em nhìn thấy không? Để bên cạnh nhau nó rất là giống luôn. Thì cái phím này rất là khít nha. Nó sẽ rất là khít và lắc lắc nó sẽ chỉ hơi nhẹ nhẹ như anh em ấn thôi, chứ không lung lay cạch luôn, không thể lung lay một tí nào luôn. Và cái phím này nó sẽ cái màu tương đồng với màu viền. Đây lau đi anh em nhìn này. Tiếp dưới thì khai sim cũng giống luôn, nó sẽ tương đồng màu viền. Phím bên này cũng vậy này, tương đồng màu viền. Phím gạt rung thì không hề khác những phiên bản trước một chút nào cả. Đó, cũng như vậy. Bởi vì đây là những sản phẩm rất là mới, thành ra bên mình bán nó gần như chưa có bụi đây đâu. Đó, cái mã này mình nhớ không nhầm, mình như là mã chứng hoa trôi bảo hành thì phải. Đó, đó anh em nhá. Này, đấy, phía dưới này sẽ có một cái phần nhựa này. Và ba cái màu của phần nhựa này sẽ đều nhau nhé, anh em lưu ý là như vậy. Đó, phía dưới viền tiếp nó là phía khu vực đến những cái khe, những cái lỗ của loa ngoài và lỗ của mic ở bên này. Đó, anh em lưu ý với mình là cái màng bên trong nó sẽ có màu là màu tương đồng màu viền. Ví dụ con này là màu vàng thì màu viền cái màng bên trong sẽ là màu vàng nhé. Đây, chiếc máy này là màu bạc này, viền màu bạc này, là màng loa bên trong sẽ là màu bạc này. Đó, chiếc máy này màu xanh nhé, thì màng loa bên trong sẽ cũng là màu, soi kỹ ấy, thì nó sẽ hơi ánh xanh. Đó, màu đen nó sẽ là màu đen, anh em lưu ý như vậy. Nếu trong trường hợp mà chiếc máy mà có viền màu bạc mà bên trong nó là màu đen ấy, thì anh em xem chừng đấy là máy thay rồi. Đó, anh em lưu ý như vậy, cái viền là như vậy thôi. Tiếp nữa là đến cái chân sạc cũng khá là quan trọng. Khi cái chân sạc này rất là mới thì rất là dễ soi, còn sau này nó cũ rồi thì khó soi lắm. Thì cái nhựa phía trong của chân sạc nó sẽ có màu nâu xám, nâu sậm. Nó cũng ngả sang thiên hướng là màu vàng, giống cái viền của một chiếc iPhone màu vàng ấy. Màu đen nó sẽ là màu đen rồi thì mình không nói làm gì rồi. Màu trắng thì anh em lưu ý nó sẽ là có màu xám nhé. Màu trắng thì cái nhựa phần trong nó sẽ màu xám, chứ không phải màu trắng như những chiếc điện thoại phiên bản thấp hơn nhé. Những chiếc điện thoại, ví dụ như chiếc điện thoại của iPhone 7, 8 ấy. Và màu xanh thì cái nhựa bên trong nó cũng sẽ là màu xanh. Đó, anh em lưu ý mình như vậy. Bởi vì bây giờ nó còn mới, nó còn chưa cắm nhiều, nó sẽ không để lại những cái vết dấu vết như là bụi bẩn bên trong nữa. Thế này chúng ta soi rất là dễ ở cái chân sạc. Thời điểm hiện tại em mua là như vậy, còn sang năm thì mình không rõ đâu, nhưng mình không quan trọng cái việc đấy. Nhưng nếu sang năm mua đã cũ là phải cũ, bên trong chân sạc nó phải bẩn rồi mới là chuẩn nhá. Đây, tiếp theo là chúng ta sẽ soi đến cái màn hình. Đây này, những cái con mà mình còn đang dán trên mặt này này. Đây là những con máy trả bảo hành này, hoàn toàn là máy chưa kích hoạt hệ thống quá bộ đâu. Thế này vẫn còn những cái vết dán trên mặt này đấy, chỉ có màu xanh này đây. Thì nó là máy kích hoạt rồi thì không nói. Đây là bản phiên bản của Việt Nam ấy. Đây này. Đó, phiên bản đây phiên bản của Mỹ, mình nhầm, con màu xanh là phiên bản của Mỹ này. Đó, thì những cái phiên bản này ấy, là những phiên bản chính hoạt như thế này. Phiên bản kích hoạt rồi thì mình bật lên nó sẽ là như này nhá. Thì cùng xem qua về cái màn, về cái màn hình đây, phiên bản này lên rồi. Đây, cùng xem qua về cái màn hình nhá. Đó, cùng xem qua về màn hình. Mặt đường trước rất giống iPhone XS Max luôn, rất là giống luôn. Thế là chúng ta sẽ soi kỹ cái viền này, nên dùng hai con máy, nên cầm hai con máy trên tay để cùng xem là cái viền nó có dày hơn nhau hay không. Nếu trường hợp mà cái viền nó dày hơn ý, thì cứ nên xem chừng, không phải là một con là viền đẻo, không phải là xịn đâu, anh em lưu ý là như vậy nhé. Thế nên cái viền nó sẽ rất là đều nhau đấy. Và soi thật kỹ nó sẽ là đen, nếu tắt màn hình đi nó sẽ là một đen tuyệt đối này. Những chiếc máy nhái ý, thì thường thường là cái màn hình tấm nền nó kém thì nó sẽ không được đen như cái này. Cái này là tấm nền xịn thì nó rất là đen, anh em nhìn nhé. Đó, rất là đen này. Đó, soi thật kỹ cái mép này, nó sẽ không có vết xước bên trong một tí nào cả, sẽ không có vết lộ sơn một tí nào cả. Phía bên trên này thì bao giờ nó sẽ có hai cảm biến ở dưới này, nhìn kỹ mới thấy nhá, còn nhìn mắt thường thì khó nhìn, nó phải soi mới thấy nhá. Thì hai cái cảm biến rất là to ở đây, nó sẽ bằng cái camera ở đây. Đó, chỉ có camera để nhìn nó mắt thường thôi. Bên này sẽ có một cái cảm biến nữa. Đó, bên này sẽ có ba cảm biến này, một này, hai này,
ba cảm biến và giữa này nó sẽ là cái camera đều hai bên, mỗi bên hai cái lỗ tròn đó anh em nhé. Em lưu ý là cái vừa giờ sáng nháy tím này, đây là cái cảm biến ánh sáng, cái này chỉ camera nhìn thôi, thế mắt thường nó không nhìn đâu. Thế là nhờ anh em nhìn cái này hỏi mình tại sao điện thoại anh em không sáng là chuyện bình thường, bởi vì mắt thường không nhìn thấy, chỉ có camera nhìn thấy thôi. Ở giữa này cũng sẽ là màng loa trong, và anh em lưu ý một điều, hiện tại đã sạch không nói rồi, nhưng mà đã qua sử dụng ấy thì nó sẽ phải có vết bẩn nhá, nhưng còn những chiếc máy mới nó sẽ không có vết bẩn đâu đó. Nhưng cái quan trọng nhất là soi kỹ bên trong xung quanh ấy, là viền nó phải đều này và sẽ không có những cái vết xước bên trong, thì đấy mới là màn hình xịn. Còn bây giờ chúng ta sẽ bật máy lên và xem ở bên trong đây cùng xem nhé. Đây là một chiếc iPhone 11 Pro Max, tên thì không nói làm gì rồi, cái tên này cũng sẽ không thay đổi được với những chiếc điện thoại khác, nhưng có tên là 11 Pro Max. Và phía này phần phía modem này anh em có thể nhìn là LL, đã là LL ấy thì đứng sau này sẽ không in được rác, nhưng đã là B, đã là N, đã là F, đã là Q, đứng sau phải không in rác nhé. Anh em lưu ý như vậy. Đây, ấn vào bên này thì chúng ta sẽ nhìn thấy là cái kiểu số cái máy là A2161, đây là tên modem, rất là giống với chiếc iPhone 8 Plus trở lên. Chọc này ra, đây, rút cái này ra, ok. Nhìn phía dưới này, phía dưới này này, đấy, nó có sẽ có dòng chữ này, không biết là trên camera anh em có nhìn thấy không, nhưng mà phía dưới này sẽ có dòng chữ mắt thường là nhìn thấy luôn, nhưng camera này khả năng nó không soi đấy. Đây mình soi lại thấy nha, đây này anh em nhìn đâu, đó camera nhìn thấy luôn, A21, đó giống như thế này luôn. Đây mình xem lại A21 bao nhiêu, A2161 nhá, đây này. Đó, nó sẽ là A2161 nhá, anh lưu ý như vậy. Phía trên này nó sẽ là dòng chữ in nơi sản xuất, nơi lắp ráp, sẽ là được lắp ráp tại Trung Quốc, áp xem cái gì đấy in China nhá, ở dưới này. Bao giờ nó sẽ nằm ở phía màn hình. Đó, thế là anh em lưu ý nhá, đã bật máy lên này, vào trong phần này, vào trong phần giới thiệu, bật cái này A2161 thì bên này cũng sẽ phải là A2161. Đó, anh em lưu ý như vậy. Tiện năng thì copy luôn cái số C bơ để tí cùng check hệ thống nha. Đây, tiếp nữa cùng nhìn là vào phần cài đặt màn hình và độ sáng này. Chu tông còn, ok chưa? Chu tông phải còn, không còn chắc chắn thêm mà. Đấy, anh em lưu ý chu tông phải còn. Đó, bây giờ thì sẽ kiểm tra trên hệ thống của Apple để biết chính xác là máy này có phải của Apple hay không. Đó, máy điện thoại của anh em phải kết nối wifi nhá. Sau khi kết nối wifi thì anh em sẽ vào cái trang chủ của Apple. Anh em cứ ghi ở trên Google đi là check iPhone đi. Check iPhone thì nó sẽ ra ngay trên Google thôi. Đó, anh em lưu ý mình một lần nữa là phải check ở trên những cái trang như là cái trang của Apple, là phải là trang chủ Apple như vậy nhé. Đừng check ở cái trang là Email Pro này hay những cái trang ngoài này, mà chỉ check duy nhất ở cái trang của Apple thôi. Bởi vì check cái trang kia nó sẽ bị lỗi email ra ngoài, và những chiếc email đấy có thể nếu anh em không dùng iCloud thì nó sẽ phải bị đăng nhập vào những chiếc máy có dùng iCloud, và lúc đấy anh em rất là nguy hiểm, sẽ bị dính iCloud ẩn đấy nhá. Đấy nhá, vào trang này nhá. Đó, anh em lưu ý vào trang logo Apple là checkoverzer@apple.com này. Anh em paste một cái email hoặc cái server mà anh em vừa copy ấy, dán vào đây. Em sẽ ấn lại cái này. Đấy, những con máy này đa phần là của bảo hành trên hệ thống, thế nên check nó sẽ có đủ mấy nút xanh ấy. Rồi tiếp tục nhá. Đấy. Đó, anh nhìn thấy không? Đây này. Thời gian bảo hành này, nó sẽ ghi là ngày 28. Đấy, nó rất là dài. Đây đây là tháng 4 của năm 2021. Mới khoảng được tháng. Đó, anh nhìn thấy không? Nó phải là như này nhá, nó phải có đầy đủ con nút xanh như này. Nếu mà không có ba nút xanh này thì nó sẽ hết bảo hành trên hệ thống rồi. Như chiếc máy đa phần là còn bảo hành thì anh lưu ý như vậy, nó chỉ có một nút xanh là có ngày mua hợp lệ. Nhưng mà hết bảo hành trên hệ thống rồi thì cứ phải xem chừng những chiếc một Pro Max đấy, cũng chắc khả năng nhiều khả năng có vấn đề. Bởi vì đa phần là bây giờ nó sẽ phải còn bảo hành em nhé. Anh lưu ý như vậy, đa phần bây giờ nó sẽ phải còn bảo hành. Bởi vì nó mới đã bắt tháng 9 năm ngoái rồi mà. Đó. Và nếu mà check cụ thể thời gian kích hoạt ấy thì anh em nhìn đây là anh biết rồi, 27 tháng 4 của năm 2020 là thời gian kích hoạt. Còn nếu mà máy hết hệ thống thì anh em cùng xem lại clip 11 Pro Max thì mình đã hướng dẫn anh em cách kích hoạt, xem thời gian kích hoạt khi máy đã hết bảo hành hệ thống. Đó nhá. Xem thời gian kích hoạt này là ok rồi, chuẩn là Apple xin rồi. Cái vấn đề tiếp theo nữa, nếu mà anh em muốn biết chắc chắn là máy lock hay là máy quốc tế thì anh em sẽ đặt lại cho mình. Đây anh em vào đây, anh em cài đặt này, cài đặt chung anh em đặt lại đây. Đấy. Đặt lại và xóa tất cả nội dung và đặt. Thì khi xóa tất cả nội dung và cài đặt ấy, nó sẽ trở lại trạng thái ban đầu. Trong trường hợp anh em kích hoạt và dính iCloud thì những chiếc máy đây anh em không nên lấy. Nếu chủ bán anh em mà không biết iCloud thì anh em không nên lấy. Trường hợp nữa, nếu anh em kích hoạt mà lắp SIM vào, nó báo SIM không hợp lệ, chắc chắn một điều máy đây máy lock. Anh em lưu ý một điều nhé, nữa nhé, là nhiều trường hợp lúc đấy kích hoạt được nhưng sau này format nó sẽ bị không hoạt được và không dùng SIM.
đấy là những chiếc máy được mua cốt du lịch đó, máy Glock ấy. Thế nên để biết chắc chắn nhất khi anh em mua hàng Mỹ có dùng được hay không ấy, thì anh em chuẩn bị một cái ba cốt của eSIM ấy. Đây anh em nhìn lại nhé, những chiếc máy này đều có eSIM cả. Đây nếu anh em đi mua máy ở số thị trường này, nó ghi là SIM thực và SIM kỹ thuật số này, thì đều là eSIM, của đấy là SIM 1, SIM 2 ấy, thì chiếc máy đó là hai SIM vật lý đó. Đây anh em sẽ vào phần nhà mạng di động này, anh em sẽ thêm qua cước ở đây, anh em quét cái ba cốt đấy mà nó báo là nhà cung cấp hiện tại là hết hỗ trợ cái SIM này thì đấy là không vấn đề gì, hay nó báo đúng cái SIM là mạng Viettel thì đấy là máy chuẩn, có thể kích hoạt được eSIM, có thể quốc tế chuẩn. Còn nếu nó báo là nhà cung cấp di động không cho phép sử dụng cái cước này, hay là một cái lỗi gì đó khác, không phải là cái lỗi là cái SIM này đã hết hạn, hay là không phải cái lỗi à, không phải là kích hoạt được ấy, thì chắc chắn một điều đó là máy lóc, bởi vì là đã là quốc tế thì nó phải dùng eSIM, nó phải khai thác được hoàn toàn khả năng của chiếc máy này. Trong trường hợp mà anh em thấy nó không phải là SIM kỹ thuật số ở đây mà nó SIM 2, nhưng trên khai SIM là SIM nó chỉ là khai một SIM thôi, thì đấy là cái trường hợp một là máy CPO. Máy CPO ấy thì trên này nó phải là chữ F. Anh em lưu ý nhé, không phải chữ M trên này mà là chữ F nhé. Thì nó thường thường là CPO thì chỉ dùng một SIM thôi, mặc dù có hai email. Thứ hai là bị nhắc là lắp nhầm khai SIM. Trên này số email không đúng, còn nếu mà không phải là chữ M mà ghi là SIM 1, SIM 2 nhá, là chiếc M này mà ghi là SIM 1, SIM 2 mà trên này chỉ khai một SIM email mà trùng thì khai SIM, thì khai SIM này đã bị bắn lại email. Anh em lưu ý mình như vậy nhá. Thế nên là anh em phải nhận biết rõ hàng. Về cái vấn đề mà nhận biết được rõ anh em có phải mua phải cái máy mà không phải full box chuẩn hay không ấy, thì một cái điều hàng đã là full box chuẩn ấy thì bao giờ nó cũng sẽ là chữ M như này này. Là sẽ là hàng chữ kích hoạt và full box chuẩn. Còn nếu là chữ N nhá, là hàng trả bảo hành, thì hàng trả bảo hành không bao giờ có box. Mình lưu ý anh em là hàng trả bảo hành không bao giờ có bóc nhé, bởi vì hàng trả bảo hành Apple chỉ sản xuất là trả cho người bảo hành thôi, nó không bao giờ có hộp. Nếu là hàng CPO thì cái hộp nó sẽ khác so với cái hộp thương mại bình thường, hộp nó sẽ ghi là CPO, thường thường nó sẽ là màu trắng. Anh em lưu ý mình như vậy để nhận biết được rõ cái hàng, vấn đề anh em mua hàng có chuẩn hay không ấy. Còn để mua chuẩn nhất ấy thì anh có thể liên hệ và hỏi bên mình xem là có chuẩn hay không, mình sẽ hướng dẫn nhiệt tình cho anh em, mặc dù anh em không mua mình. Còn tin tưởng bên mình thì anh em có thể mua mình tại địa chỉ là 170 Lạch Chay, có thể mua hàng online, những sản phẩm này mình hoàn toàn ship hàng online bình thường. Thế nên là anh em muốn mua hàng online thì anh em vào website msm.vn đặt hàng nhá, hoặc anh em điện thoại cho mình số điện thoại là 0256526789, hoặc anh em có thể comment vào cái video này để mình hỗ trợ anh em vấn đề mua hàng online. Cho những chiếc máy này anh em nhận hàng anh em phải thanh toán, chứ anh em không phải trả từ trước đâu, thì anh em hoàn toàn yên tâm. Còn vấn đề gì nữa thì anh em cứ comment bên dưới để bên mình sẽ trao đổi và chia sẻ với anh em, cũng như anh em chia sẻ với mình. Anh em xem thấy clip này có hữu ích và hay thì anh em cho mình một like và chia sẻ với người khác cùng xem nhé. Anh em subscribe kênh YouTube của mình đi để ủng hộ mình. Và nếu anh em muốn yêu cầu mình test máy nào, hay em muốn yêu cầu mình chia sẻ kinh nghiệm về chiếc máy nào, anh em cứ để lại comment. Cảm ơn anh em xem clip nha, chào tạm biệt anh em.